Người, xin chào tất cả các mọi người nha. Video này em hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGov nhận một token GFSIFI. Để tham gia dự án các bạn click trên phần link mô tả, mình bấm nút start để chat support này các bạn. Con này gọi bạn nút kiểm tra này các bạn. Trước kia mình cũng đã hướng dẫn cho tất cả các bạn một con là tên là GFI, nhưng con này cũng nó SIFI, nó cũng là một cái chi nhánh của Chain DeFi. Nó là một cái chi nhánh để rồi phải các bạn lướt vào, tôi không phải người máy các bạn. Nó là một cái chi nhánh độc lập cho một cái token SIFI các bạn. Rồi các bạn vui lòng nhập nhập từ hình ảnh của chứa một chuyến tàu nữa các bạn. Mình gặp cha này mình ngán lắm các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào kế tiếp các bạn. Rồi không đúng rồi. Vui lòng chọn vào hình ảnh của chứa một chuyến tàu. Mình cắt bỏ các bạn ơi. Cái này chắc mình nhập tới chiều luôn. Máy hết pin này ta. Đây mình sạc pin này máy, rồi còn bấm submit nha bạn. Máy tràn pin này. Các bạn chạy xíu các bạn. Những cái tóc này rất là khan hiếm nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một bắt đầu đi, rồi bấm vào nhiều chat nè. Rồi các bạn chờ nó dự án chút xíu các bạn. Giá con này khá là cao các bạn, một tóc cặn là 50 đô á. Ơi sao mà rồi. Các bạn bấm chào cho này gấp nha bạn. Khoan các bạn yên tĩnh. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cũng phải làm là click here. Join. Join vào kênh thứ hai. Này nhiều kênh với ta. Rồi join vào kênh iGrub của nó, ba kênh. Để mình tìm những nguồn iGrub nào có về nha các bạn, mình sẽ làm cho tất cả các bạn nha các bạn. Bốn kênh, tại vì mình cũng đang test. Năm kênh. Mũi bay vô. Rồi các bạn join hết nha các bạn. Sau khi các bạn join con này kỹ ta. Rồi sau khi các bạn join hết 5 kênh, các bạn bấm vào nút submit tên nha tất cả các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn này các bạn. A cộng anh 13. Thường thì những ai góp này mình cũng không có tìm hiểu làm gì nữa các bạn. Có ai góp thì mình làm vậy thôi. Vì summer các bạn chờ chút xíu qua. Rồi các bạn, nó nói mình đã nhận được 0.5 token SIFI mà sao chương trình này góp nữa. Các bạn bấm Z thế kìa. Nó kêu mình nhớ là rồi bấm Z thế kìa. Bấm Don chứ. Con bot này cũng là lạ. Rồi gì sai là mình biết rồi các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch này các bạn. Các bạn bấm vào mục Inter Chocolate nha các bạn. AC20. Các bạn điền địa chỉ với Chocolate nha các bạn. Chắc mình điền địa chỉ vào mình nhận 0.5 token nữa quá. Rồi các bạn gửi địa chỉ ETH của mình vào nữa tất cả các bạn. Các bạn sao chép nè. Thì token này thì chắc cũng đi sàn Uniswap quá. Gỡ View menu, rồi bấm balance sheet để check token cũng được các bạn. Mới để phương ai tu claim token. Con này nó kêu các bạn yêu cầu là phải cần phải giới thiệu 10 người để mới có thể kêu claim group token được nha các bạn. Bấm ai góp lách nè. Mà làm ai góp thì mình nói thật luôn các bạn. Các bạn join vào con này luôn. Nếu mà mắc kêu mà các bạn tiện ghép thì thật là khó khăn các bạn. Không phải khó là để ngay góp thì rất là dễ luôn, nhưng mà đòi hỏi úp tiền của vậy là không.
Rồi các bạn bấm vào Balance lên cái. Chúng có 0.5 tiếp cận kỹ ta. Anh gặp chết à. Mình cũng đã join rồi mà. Vậy video kết thúc các bạn. Chương trình này gấp này nó đi lộn mà các bạn ơi. Trên đây nó nói đây nhận một tốc căn mà mình làm hết nhiệm vụ luôn nhận có 0.5. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.